Hello, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha mọi người ơi. Mình xin chúc mọi người có một cái mùa Giáng sinh an lành và ấm áp ở bên người thân cũng như là bên gia đình của mình á. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian vừa qua đã đăng ký cũng như là ủng hộ kênh YouTube của mình. Clip này mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách để chúng ta có thể bỏ qua cái nhiệm vụ tìm thư ước nguyện và chúng ta làm một cái nhiệm vụ khác nha mọi người ơi. Bây giờ cùng mình bắt đầu clip thôi nào. Cái vẻ bề ngoài của mình nó khá là bảnh bao, nó khá là đẹp trai đó. Mày bị điên à? Nhưng mà thật sự là trong túi nó không có tiền đâu. Bà con nhìn cái tài sản của mình là hiện tại là chỉ còn có 159 cây quyền đá quý thôi. Quế xương xương là 1077 tiền sao. Thì làm sao mua được một cái chiếc xe du lịch? Mà chiếc xe đẩy này nè cũng không phải là của mình nữa. Hôm bữa vô siêu thị không biết là của khứa nào để quên ở trong siêu thị á, mà để mãi không có lấy. Mình thấy vậy á, bỏ thì nó ổn nên mình tạo quề để mình xài luôn nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái khu vực cabin nha bà con. Trời hôm nay là tiết hơi dày đặc, do đó bà con nên mặc cái áo ấm để giữ ấm trong người nha. Bà con nhớ lưu ý là giữ gìn sức khỏe. Bây giờ là mình sẽ đi vô cái khu vực cabin, là mình sẽ thực hiện một cái nhiệm vụ khá là lớn lao. Đó chính là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta bỏ qua cái nhiệm vụ là tìm cái thiệp Giáng sinh nha các bạn. Các bạn bảo rằng là cái nhiệm vụ này nó rất là khó tìm. Trong tất cả các nhiệm vụ của ông Tuần Lộc BD giao cho thì cái nhiệm vụ tìm thư hẹn ước là nó khó ăn nhất. Mình cảm thấy cũng khó ăn luôn. Nhưng mà nếu mà các bạn biết rõ những cái vị trí của nó rồi thì các bạn tìm rất là dễ. Bạn nào chưa biết thì có thể là xem lại cái clip ở trên kênh YouTube của mình. Có chỉ ra một cái số nơi xuất hiện cái thư huyện ước rồi nha bà con. Trước mắt chúng ta không ai khác, đó chính là con Tuần Lộc nha các bạn. Mà cái con Tuần Lộc này nó ngộ lắm các bạn. Cái mặt của nó là đàn ông mà cái máu của nó là cái máu BD. Muốn chuyển giới là từ nam sang nữ mà không biết là phẫu thuật sao mà giữa chừng hình như là hết tiền, hoặc là phẫu thuật bị lỗi á các bạn. Cái mặt thì đàn ông nhìn như thấy gớm vậy đó, râu muốn dài hơn cái râu của tôi nữa, mà đứng cái dáng thôi kìa nhìn ẹo ẹo không các bạn, không có ưa. Nếu mà game mà cho cái chức năng mà đánh nhau là tôi đá cái con Tuần Lộc này chuối cái đầu xuống cái mương ở phía sau rồi đó các bạn ơi. Theo như cái câu chuyện của khứa Tuần Lộc này kể lại các bạn biết sao không? Là do hồi đó ở trên trời đang bay đó, đi một chiếc xe lật tới bên, các bạn thấy không? Đang bay thì bị xà xuống đây nè, gớt đồ. Lúc mà gớt chiếc xe này xuống đây nè là sợ ông già Noel sẽ biết được, nên cái khứa này á là muốn giấu cái sự việc này, không muốn để ông già Noel biết. Thì khứa này á muốn yêu cầu chúng ta là đi tìm những cái món đồ, đâu phải là đi tìm không đâu, đi tìm thì phải trả công cho chúng ta đúng không? Hôm qua là mình nhận cái nhiệm vụ đầu tiên là đi tìm 5 cái hộp quà. Cái nhiệm hộp quà thì nói chung là nó dễ như ăn cháo ăn kẹo rồi các bạn ơi, nó không có gì để nói. Đây là cái nhiệm vụ tìm thư nè. Bây giờ khi các bạn thấy cái nhiệm vụ tìm thư này đúng không, thì các bạn hãy nhanh tay ấn vào là chữ là quỷ nhiệm vụ giúp mình. Sau đó các bạn nhanh chóng các bạn thoát game ra, rồi các bạn đóng ứng dụng chạy ngầm, rồi tiếp tục các bạn lại vào game Play to Murder nha các bạn. Lúc này nó sẽ load game lại. Đó, nó rất là đơn giản như ăn cháo ăn kẹo luôn các bạn ơi, đâu có gì đâu khó đúng không? Các bạn đợi một lúc cho nó load cái tựa game này lại nha các bạn ơi. Mình cảm ơn tất cả những người trong thời gian vừa qua đã đăng ký ủng hộ kênh YouTube của mình rất là nhiều. Mặc dù là cái kênh YouTube của mình cảm thấy là nó không phát triển so với những cái kênh YouTube khác, nhưng thật sự là mình có những cái người fan rất là trung thành. Mình rất mừng, rất vui vì cái điều đó. Một lần nữa, mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều lắm. Và có thể là chiều nay hoặc ngày mai mình sẽ quay tiếp là cái phần 3 của tựa phim là Khả Ái Lạc Mẹ ở trên kênh YouTube của mình. Lúc đó các bạn nhớ xem và ủng hộ mình nha. Rồi lúc này là khi vào được ở trong Lhasa, một cái không khí mùa đông đầy lạnh giá và xá băng. Lúc này chúng ta sẽ vào tiếp tục ở trong cái khu vực cabin để chúng ta tìm khứa râu dài mà cái tâm hồn phụ nữ. Mình không biết là gọi BD hay là gọi là chị nữa các bạn, mình không biết cái khứa này sao ha. Rồi tiếp theo đó thì các bạn kiểm tra lại cái nhiệm vụ nha. Lúc này khứa này nó sẽ giao cho mình một cái nhiệm vụ khác rất là đơn giản, chỉ là đem thức ăn tìm thức ăn thôi các bạn. Các bạn chỉ thực hiện mấy nhiệm vụ như thế này đi, lặp đi lặp lại hoài đó, chúng ta sẽ không còn thực hiện cái nhiệm vụ tìm thư nữa nha. Mấy nhiệm vụ này rất là đơn giản luôn các bạn ơi. Một ngày là chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ từ cái khứa Tuần Lộc đó là được 6 lần nha các bạn. Còn buồn nào buồn hơn khi em qua theo học lại ôm đi lấy chồng.
bạn ơi, các bạn nếu xem và yêu thích cái clip này trên kênh YouTube của mình thì các bạn nhớ ấn vào biểu tượng đăng ký kênh, cũng như là nhớ là phải chia sẻ cho mình nha. Các bạn quan trọng là các bạn phải chia sẻ qua cho bạn bè cùng xem, các bạn chia sẻ qua Zalo, các bạn chia sẻ qua Facebook này kia các kiểu để ủng hộ kênh YouTube của mình nha các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ trả cái nhiệm vụ cho cái khứa này để mình lãnh thưởng nha. Và các bạn lưu ý là khi các bạn nhận thưởng là các bạn hãy chọn vào xem quảng cáo giúp mình nha các bạn ơi. Bởi vì khi xem quảng cáo thì cái phần thưởng của chúng ta sẽ được nhân 3 đó nha. Do đó các bạn đừng có bỏ lỡ. Ở đây mình sẽ xem quảng cáo. Thì từ 100 cái tiền xu băng thì mình sẽ ra được là 300 cái tiền xu băng. Khá là lời luôn đó các bạn. Bây giờ mình tiếp tục nhận cái nhiệm vụ thứ hai đây. Các bạn thấy nhiệm vụ này rất là đơn giản không? Ở đây mình sẽ hủy nhiệm vụ mình không làm nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái đề tài khác. Đó chính là cái đề tài ném tuyết không giới hạn ở mọi lúc mọi nơi nha. Ở đây mình sẽ hủy nhiệm vụ. Và khi mình chơi game thì mình sẽ làm tất cả nhiệm vụ để mình kiếm những cái phần quà, những cái hộp quà của cái sự kiện Noel này đó các bạn. Do đó các bạn đừng có bỏ lỡ cái sự kiện Noel này nha. Rồi ok, con dê con tê tê luôn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ném tuyết được ở mọi lúc mọi nơi mà không giới hạn số lượng luôn nha. Đầu tiên các bạn hãy bóc cho mình một nắm cứt. Xin lỗi, các bạn bóc cho mình một cái nấm tuyết nha. Hơi nhầm à. Phát hả luôn. Sau đó các bạn đứng yên và bấm vào cái biểu tượng điện thoại. Các bạn di chuyển về nhà cho mình nha. Sau khi đã di chuyển về nhà thì các bạn liên tục các bạn di chuyển vô trong nhà. Tiếp theo thì các bạn lại bấm vào cái biểu tượng điện thoại. Sau đó các bạn hãy chọn một cái người bạn mà bạn muốn di chuyển theo dõi đến, hay chúng ta còn gọi là tele. Hiện tại mình quay cái clip này hơi sáng sớm các bạn, nên số bạn online của mình nó hơi là ít ỏi nha. Rồi luôn theo dõi hai người mà vẫn không được luôn. Ôi trời ơi, tới người thứ ba không được là đập cái điện thoại, xóa game nghỉ luôn. Trời ơi, cái này kiếm người online nó đếm trên đầu ngón tay á bà con ơi. Cũng rất may là có một người online nha các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn cứ theo dõi một cái người bạn mất kỳ giống như ở trên clip là được rồi. Đó, mình đã di chuyển đến ngoài ngọn hải đăng và mình đã gặp được một người bạn của mình. Chú. Đó, mình em tiếc nè. Chú. Nó bẹt à. Chú. Nó bẹt à. Chú à. Bẹt à. Mình đánh tiếc là không có giới hạn luôn các bạn. Lúc này các bạn có thể là di chuyển khắp mọi nơi mọi lúc ở tùy ý các bạn muốn đến nha. Các bạn muốn di chuyển đến ở nơi nào cũng được hết các bạn, mà cái số tiết các bạn vẫn còn hoài. Mặc dù là cái nơi của mình đứng nó không có tiết để mình hốt, nhưng mình vẫn có một cái nắm tiết trên tay, vì tiết của mình đã mát cái số lượng, mát cái giới hạn rồi á. Đây là cái cách rất là đơn giản luôn nha các bạn. Cho dù là bạn bè các bạn ở bất cứ nơi nào mà các bạn muốn di chuyển đến để các bạn ném tiết vô cái bản mặt của nó, thì các bạn hãy áp dụng theo cách này á các bạn. Thì cách này chúng ta có thể ném tiết vô mặt mấy đứa bạn thân, rồi các bạn mấy đứa mà chúng ta ghét, với mấy đứa mà hay ngồi cùng bàn mà ăn cắp bút bi bút chì của chúng ta ha các bạn. Mình có một cái điều thắc mắc hồi đó mình còn đi học á, có một cái sự kiện bí ẩn á các bạn, đó chính là cái quýt của mình nó mất tích không một cái dấu quýt. Bây giờ nếu mà bạn bè của mình mà còn chơi được trong game á, mình sẽ tìm đến cái đứa ngồi cùng bàn với mình để mình ném nguyên cái đống tiết vô cái mặt của nó mình mới hả dạ á mọi người. Rồi nội dung clip của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và lắng nghe cái hướng dẫn ở trên kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ là chia sẻ cho mình nha các bạn ơi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong những clip sau. Bye bye.